Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có một vài món đang chuẩn bị đi về Hải Dương để làm việc với cái cây ổi này. Cây ổi trong thời kỳ mà nó đang chuẩn bị ra hoa. Thì ở đây em đang có một số món như là cái phân hóa mầm hoa, tạo nhiều mầm hoa đấy cho ổi đấy, và dưỡng hoa, dưỡng nụ, và thêm cả cái là thuốc trị sâu rầy nhện trên cây ổi. Đấy, và đây là em có cái này là cái cặp để tạo mầm hoa và chống nghẹn hoa này, chống bị rụng hoa, tập trung ra hoa lớn trái cho cái ổi. Nó có thể sử dụng trong cái thời kỳ mà nó đang chuẩn bị ra hoa và lúc nó đang có quả non này. Và đây là cái chai vua sâu rầy, vua sâu nhện, sử dụng để trị sâu nhện. Và đây là cái chai cũng là trị sâu nhện này, có kết hợp cùng với cái loại gói như này nhá. Kết hợp với cùng cái loại gói như này. Cứ một chai với ba gói là pha được 600 lít nước, là bằng với 30 bình đeo lưng. Cái này là của nhà chú đây ở Hải Dương, là chú sử dụng hai loại này để luân phiên thuốc nhau, để cho tránh cái hiện tượng như là những cái con côn trùng gây hại trên cây ổi mà nó kháng thuốc đấy. Mình sử dụng luân phiên đi. Đấy. Cứ một chai như này nó pha được 600 lít nước này, mình có kết hợp cùng với cái gói này. Cứ một chai ba gói là pha được 3 phi, là bằng với 30 bình đeo lưng, nếu mà pha bình 20 lít nhá. Lần này mình phun loại này thì lần sau mình phun loại kia. Cứ đổi qua đổi lại thế. Và nó còn có tác dụng là làm ung trứng này. Ung trứng rầy và hạn chế hình thành các lứa rầy tiếp theo này, và chống lột xác cho rầy nữa này. Chống lột xác con rầy. Sử dụng được rất nhiều loại con chích hút như rầy xanh, rầy nâu, bọ trĩ, bọ nhảy và dẹp sáp, bọ xít muỗi luôn này. Bọ xít muỗi thì trên ổi cũng vẫn có, là các con bọ xít muỗi nhé. Bọ trĩ này, nhện đỏ và một số loại sâu và con rầy khác nữa nhé. Con rệp, con giòi và những con bọ trĩ, sâu lá và một số con như con nhện đỏ nữa này. Đấy. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video, và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.